Xin chào quý khách hàng của Nội thất Giá Kho, em là Thu. Ngày hôm nay em xin review đến anh chị một bộ bàn ăn gia đình 6 ghế của thương hiệu Adora. Bộ bàn ăn này là sự kết hợp giữa bàn ăn mặt đá ceramic và 6 ghế luxury da chống chày cao cấp. Bộ bàn ăn được làm từ mặt đá ceramic với bề mặt họa tiết vân đá sang trọng. Mặt đá dày 12mm nên rất chắc chắn, chịu lực và nhiệt độ tốt. Bề mặt đá được phủ lớp bóng, chống chày xước, giúp giữ nguyên vẻ đẹp theo thời gian. Đá ceramic là chất liệu được sử dụng trong thiết kế bàn ăn, được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn bởi sự trơn bóng và dễ dàng vệ sinh lau chùi. Mặt bàn có chi tiết bo góc tròn, giúp an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Trang bàn được thiết kế từ sắt sơn đen, tùy theo sở thích của anh chị như trang chữ X, trang chữ X cong, trang chữ V, trang tam giác ngược, vân vân. Kết hợp với bàn ăn mặt đá ceramic là 6 ghế luxury cao cấp. Bề mặt được bọc lớp da chống chày, họa tiết dập nổi cao cấp với đường nét tinh tế, mang đến sự thoải mái và sang trọng cho căn bếp nhà bạn. Với mức giá gốc là 15 triệu đồng, nay Nội thất Giá Kho giảm 30%, chỉ còn 10 triệu 500 nghìn đồng. Mức giá này quá là ưu đãi để cho anh chị có thể sở hữu được một bộ bàn ăn mặt đá ceramic kết hợp với 6 ghế luxury da chống chày của thương hiệu Adora. Bên em nhận đặt hàng và giao hàng trên toàn quốc. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay, gọi ngay hotline 0562 439 439 để được tư vấn và mua sản phẩm. Nội thất đẹp, giá yêu thương chỉ có tại Nội thất Giá Kho.